Một ổ nhóm cá độ bóng đá trên không gian mạng với nhiều đối tượng tham gia và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự vừa bị công an Nghệ An triệt phá. Các đối tượng bị công an huyện Nam Đàn bắt giữ về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá gồm Trần Văn Quang, Nguyễn Văn Hải cùng sinh năm 1989, Hồ Việt Trung sinh năm 1992, Nguyễn Tấn Tài sinh năm 1991, Nguyễn Hữu Sơn sinh năm 1993, Nguyễn Hữu Luận sinh năm 1993. Mở rộng điều tra, công an huyện Nam Đàn tiếp tục bắt giữ Nguyễn Đình Hải sinh năm 1990 và Nguyễn Hữu Trung sinh năm 1991 đều trú tại xã Nam Anh về hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh trực tuyến qua ứng dụng SinWin. Điều tra ban đầu làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trên ứng dụng gần 1 tỷ đồng. Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 10 tháng 7, công an huyện Nam Đàn bắt giữ đối tượng Ngô Công Vinh sinh năm 1993 và Hồ Viết Việt sinh năm 1989 về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận đã cho các đối tượng có hành vi đánh bạc vay tiền với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng trên 1 triệu trên một ngày, tương đương 108% trên một năm, thu lợi bất chính số tiền 76 triệu đồng.